Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà cùng đến với chương trình là trầm hương và âm nhạc nha quý vị nha. Rồi, chúng ta cùng chia sẻ live stream giúp cho Huy và chị Trầm Hương nhau vậy nha. Xin chào Lisa Trần. Biết này cái Hiếu Hoàng vô. Chào Lisa Trần, Hiếu Hoàng vui lắm. Hiếu Hoàng rất là vui luôn. Chào Nga Trần. Chào Nga Trần, khỏe không cân? Không phải gọi Hiếu Hoàng. À, chào quý vị nha. Xin chào cho em. Thích chọc Phi sao? Thích chọc em hả chị? Ừ, đúng. Đúng không? Đúng rồi, thích chọc Phi. Lực tiếng với Phong Lê không chọc hả? Không có chọc, đúng rồi. Chỉ là comment thôi chứ không có chọc nghe. Thấy vì là Hiếu Phan hay chọc. Nghe chừng khỏe không cân bữa nào qua bên Cali chơi nha, rồi vào bên trong Phúc Thọ nè, vào ghé chị Trầm Hương cùng xem dòng trầm. Nhiều dòng đẹp lắm em. Rồi. Cùng chia sẻ livestream nhau vậy nha, cùng sẽ livestream nha. Chú mấy chị đi Việt Nam quên. Chủ nhật là chị Hương đi Việt Nam nữa vậy. Nhật là bay rồi. Nhưng không sao, chị Hương đi đâu chị Hương cũng livestream mà. Việt Nam cũng livestream bình thường. Việt Nam cũng livestream. Dạ. Vì Nam toàn lai đồ ăn à. Việt Nam là toàn lai đồ ăn. Hello cả nhà. Hello hello hello. Chào chị Bạch Tôm. Dạ chào chị Bạch Tôm vậy ha. Rồi quý vị ơi, cùng vào xem live stream nhau vậy. Dạ, tóc em giờ cũng được 1 tháng đâu vậy. Dạ nó cũng hy vọng là tóc này dài xíu. Chứ giờ ngồi live stream nhìn thấy cái da đầu hơi kỳ kỳ. Tóc ngắn quá. Rồi, hôm nay chương trình giao lưu hát hò nha quý vị nha. Nay là gì đam mê hả? Chị... Chị Hương Việt Nam hoài sướng quá. Cảm ơn Nga Trần nha. Tại vì biết sao có tuổi rồi phải tranh thủ đi. Dạ. Nên mốt già chống gậy rồi đi không được. Dạ. Ai mà gặp Hương Nguyễn là Hương Nguyễn tới suối đi chơi không à. Đi đi. Có coi như là mình có ít thì mình sẽ ít, có nhiều thì mình sẽ nhiều, cứ việc đi. Xin chào Phạm Nguyễn Quân Thùy. Chị Bạch Tôm chị nói gì đây là ủa không rồi chị Bạch Tôm có ghé hả? Có đâu. Không. Tuần rồi chị ghé tiệm em gặp chị. Chỉ gặp chị em thôi. Chỉ gặp chồng. Chỉ gặp chồng thôi. Chắc là hôm đó là chồng em coi giùm á. Mà thường xuyên là em coi à, chỉ có bữa nào là bệnh lắm hay khỏe ổng ở nhà năn nỉ ổng coi giùm, biết ổng nói sao phải không? Coi tiệm là chuyện của em, phải là chuyện của anh. Em không coi thì em đóng cửa. Dạ. Chuyên gia chồng chỉ có một câu đó đó. Không coi thì đóng cửa chứ không có coi giùm, kiểu không vậy. Dạ, không liên Nguyễn quan nha. Tới cuộc đời nhau. Chào dạ. Hà Nguyễn nha. Chào Nguyễn. Chào Quân Nguyễn, chào Phạm Nguyễn, không liên quan tới cuộc đời nhau, ngộ vậy đó. Một câu nói đầy hạnh phúc chứ. Tiệm là tiệm của em nha. Đó. Tiệm là tiệm của em. Đó mới nhắc Hiếu Trương lên kìa. Anh Phùng Ngọc Huy và chị Trầm Hương cảm ơn Hiếu Trương rất là chào nhiều. Hiếu Trương nha. Nãy giờ là Phùng Ngọc Huy nhắc Hiếu Trương hoài luôn á, nhắc Hiếu Trương li lịa luôn á. Không biết là Hiếu Trương có đến có cái xem live stream không? Dạ. Chào cái gì kìa, tên Hàn Quốc thôi. Đúng Hàn Quốc luôn. Korean style. Nguyên Korean style. Korean style. Trời ơi. Học nay mình đọc tiếng Hàn Quốc luôn. Hello, chào cả nhà mình. Chào 23.000 người. Chào 23 người nha. Chào Thủy Phạm nha. Chào Thủy. Và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ giới thiệu những cái mẫu sản phẩm có trong ngày hôm nay và sau đó thì sẽ là giao lưu văn nghệ văn gừng nha. Tiếc là Hương không có biết hát, phải mà biết hát là cũng quậy cho vui mà không biết hát. Trời ơi. Không
Rồi. Chị Hương chị giỏi, chị biết hát nên chắc em nghỉ luôn, thất nghiệp luôn. Rồi, và cả nhà mình ơi, công ty Trầm Hương Nguyễn nằm trong Mo Phước Lộc Thọ. Từ cửa sau đi vào cái ngõ quẹo đầu tiên, cách hai căn là tới Trầm Hương Nguyễn. Có nhiều cô chú thấy thương lắm, nói vô đây hỏi Trầm Hương Nguyễn mà ta cứ chỉ lên trên, xong ta chỉ lên lầu, xong ta chỉ tùm lum hết, xong vô nhìn cái bảng không phải Trầm Hương Nguyễn đi ra, xong phải đi kiếm cho bằng được cái tiệm này. Quý vị ơi, dễ tìm lắm, trước tiệm Trầm Hương Nguyễn có hình ảnh của nam sĩ Đăng Nguyên rất là to gì đó, là đúng là... Rồi, đúng rồi. Diện. Với lại là mình đi từ cửa sau đi vào á, từ cửa sau mình bước vào á, thì vừa bước vào là cái ngõ quẹo đầu tiên bên tay phải, đừng có đi lên trên. Vừa từ cửa sau Mo Phước Lộc Thọ từ bước vào, vừa bước vào là cái ngõ quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới Trầm Hương Nguyễn ngay. Cho nên là hả, và công ty Trầm Hương Nguyễn thì mở cửa tất cả các ngày trong tuần, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. Mở cửa từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai thôi. Mặc dù Hương cứ bay đi bay về giữa Việt Nam với Mỹ, vì là ở Việt Nam vẫn có công ty Trầm Hương Nguyễn ở Việt Nam nữa, cho nên là bay đi bay về nhiều, nhưng mà vẫn có người ở đây để mở cửa để tiếp quý vị nha, chứ không phải là đi Việt Nam là đóng cửa, không có nha. Và dù cho có đi Việt Nam đi nữa thì cái số phone của Hương Nguyễn là số dùng cho business á. Hương Nguyễn về Việt Nam quý vị vẫn có thể gọi cho Hương Nguyễn được, và Hương Nguyễn vẫn gọi cho quý vị được, không có tốn tiền gì hết nha. Không có tốn tiền gì hết. Việc có nhiều người á, người ta gọi xong cái Hương Nguyễn bắt máy nghe, cái Hương Nguyễn nói là chị đang ở Việt Nam, cái đó ủa vậy em gọi em có bị tốn tiền không? Không nha, có nghĩa là gọi qua gọi lại giống như là mình xài ở Mỹ thôi, không có tốn tiền gì hết. Một số phone duy nhất nhau nha, 714-588-9989 chứ không phải là 0808 gì. 0808 không kỳ gì nha. Chào Thu Đăng. Chào Thu Đăng nha, Thu Đặng. Rồi, Thu Đặng, Thu Đăng ai biết đâu. Rồi, rồi Hiếu Chương nè, mời anh Đăng. Anh chị Đăng Nguyên lên hát với anh Phùng Huy luôn đi. Nữa tôi cho có ai là chắc tại vì mấy người kia like không có ai biết hát. Chỉ có mình em hát không, cho nên là lát có mời Đăng Nguyên đến trong ca luôn, không có Đăng Nguyên có mời Đăng ngồi luôn nè, lát yên tâm đi. Chứ không là em có anh đâu. Đang ngồi không, có anh đang không ngồi phải, lộn. Nếu Đăng Nguyên không có sẽ mời một anh này, hay lắm, anh đang chờ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng luôn, đúng rồi. Không có Đăng Nguyên mà có người có đang chờ được không? Đang chờ. Đang chờ để chúng em hát. Chào Thu Thu Đặng nha, chào Thâm Tâm Tâm Tế gì? Thôi cái tên mì. Khó lộn tên nó kỳ lắm. Thì tên này là gì? Thêm mì hả? Thêm mì. À. Đúng rồi, thêm mì. Chào Thanh Nguyễn nha, chào Phương Lý, chào Thủy Phạm. Chào em Hà Nguyễn, rất lâu rồi mới thấy em vô coi nha Hà Nguyễn nha. Rồi và bây giờ thì công ty Trầm Hương Nguyễn thì Hương Nguyễn nói rồi là nằm trong Mo Phước Lộc Thọ, và công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ có một tiệm duy nhất trên nước Mỹ này, không có chi nhánh thứ hai. Công ty đương nhiên công ty Trầm Hương Nguyễn là có bán wholesale, có bán lẻ, nhưng mà để mà franchise đại lý chính thức là chưa có, vì là có những cái trường hợp là người ta cũng có lấy những cái mẫu hàng của bên công ty Trầm Hương Nguyễn bán, nhưng mà lấy rất là ít, và sau đó lấy rất là nhiều hàng trôi nổi ở bên ngoài vào. Và nói là hàng của công ty Trầm Hương Nguyễn thì sẽ không đúng nha quý vị nha. Cho nên là khi mình mua hàng thì mình gọi phone trực tiếp cho Hương Nguyễn là 714-588-9989. Và cũng có nhiều trường hợp là nhiều anh vô đây quay tiệm mình tùm lum tới la, quay 4-5 lần, xong rồi tự về mua chậm đâu bán không biết, rồi khách cứ hỏi là ủa có lấy chậm của Hương Nguyễn bán không? Dạ không nha. Và công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có một tiệm duy nhất nằm trong Mo Phước Lộc Thọ, không có chi nhánh thứ hai. Từ cửa sau đi vào cái ngõ quẹo đầu tiên, cách hai căn là tới Trầm Hương Nguyễn. Và ở Việt Nam thì là ở 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Đó là nhà của Hương Nguyễn luôn. Và quý vị đi rất là dễ tìm, khi mà mình thấy cái chữ Trầm Hương Nguyễn là thấy hình của nam ca sĩ Đan Nguyên. Trước đây và hiện tại vẫn là nam đại sứ thương hiệu cho công ty Trầm Hương Nguyễn, cho nên là mình sẽ nhìn thấy cái hình của Đan Nguyên ở ngoài tiệm, đó là ca sĩ Đan Nguyên. Và hiện tại thì cũng có rất nhiều người đang lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên để giả mạo, để mà bán những cái sản phẩm trôi nổi không đúng, với mục đích quảng cáo cho mình bán những cái sản phẩm không đúng chất lượng. Cho nên là khi cả nhà mình mua hoặc là có giới thiệu bạn bè thì giúp cho Hương Nguyễn là cho cái số phone của Hương Nguyễn, chứ còn mà để kêu là lên Trầm Hương Nguyễn mua là có rất nhiều trang giả mạo luôn.
cho nên là anh Hoàng Hoàng Đức Phi nói gần nhà anh nè. Dạ, dạ cảm ơn anh Hoàng Đức Phi nha. Chào bye bye. Rồi và một số con của Nguyễn Tài duy nhất ở Mỹ ở Việt Nam cũng xài 7145889989, khi mà về Việt Nam vẫn xài cái số con đó nha. À, anh Hoàng Đức Huy ơi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chào chào bé Lai, bé Lai gì à? Tulip phụng. Tulip phụng không biết. Rồi thoải mái nha, nha. Rồi thoải mái nha. Rồi có nhiều người ban khác thì gọi 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Thôi tại người ta bên đó là 6 giờ. Chào tốt nhất luôn đó. Nguyễn Thanh Thủy nha, tại vì cái số này là số cell phone của Nguyễn cho nên quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào cần tư vấn về trầm hay là cần mua nhang, cần mua bất cứ gì. Và nếu như quý vị nào chưa am hiểu về trầm, cần tìm hiểu thêm về trầm thì Hương Nguyễn sẵn sàng chia sẻ nha. Không nhất thiết là mình phải mua đâu, tại vì có nhiều người gọi hỏi này hỏi kia xong rồi người ta không mua, người ta cũng ngại, không có gì hết nha quý vị nha. Vì là Hương Nguyễn biết gì sẽ chia sẻ cho quý vị biết để mình biết thêm về cái giá trị của trầm. Và khi nào mình đủ duyên thì mình mua thôi, vì là có nhiều người khách rất là thương nha. Hỏi mấy năm về trước luôn á, rồi cuối cùng cũng mua nhầm chỗ này chỗ kia, vì thấy là so sánh giá thì thấy bên công ty trầm Hương Nguyễn là bán những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên thì sẽ mắc, cho nên là người ta so sánh với lại những cái hàng trồng hoặc là những cái hàng sánh chìm sánh ghép hoặc là những cái hàng củ keo, hàng nhuộm màu, hàng công nghệ, cho nên là nó sẽ những cái hàng đó thì nó rất là rẻ, vì giá trị nó chỉ có 80 đô thôi. Cho nên có nhiều người người ta bị lầm tưởng nên người ta thấy là ở đây mắc, ở bên kia rẻ, thì người ta mua là vì người ta không hiểu về trầm. Nhưng mà khi người ta đeo thời gian người ta biết nó là đồ giả thì người ta mới tìm tới công ty trầm Hương Nguyễn mua. Đó là cái niềm vui, vì là người ta đã mua tùm lum chỗ hết rồi nhưng mà cuối cùng họ vẫn tìm tới nơi công ty trầm Hương Nguyễn họ mua, là cái điều đó là cái điều Hương Nguyễn rất là vui. Chào Nina Neo, chào Nina Neo nha, chào Nguyễn Thanh Thủy. Rồi. Đó là lý do thì sao quý vị biết không? Chúng ta cũng nào đi tìm những cái nơi nào mà nói chung là người ta không biết, nhưng mà tại sao không tìm đến Trầm Hương Nguyễn, nơi rất là uy tín và có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đều livestream gì thế, có Phùng Huy rồi Phong Lê rồi Đức Tiến rồi ca sĩ Đăng Nguyên nữa, một nơi rất là uy tín thì mấy anh nghệ sĩ mới đến đây livestream. Vì vậy nên chọn những cái nơi nào mà sự uy tín càng cao nha, cái vòng ngoài. Rồi giờ chị Hương sẽ lên những mặt hàng đầu tiên nha mọi nha. Mấy cái hàng đầu tiên này là hàng trồng nha. Hàng trồng. Cái trầm hương do con người trồng cấy á, thì cái mùi của nó sẽ không có bằng những cái hàng tự nhiên nha cả nhà. Cái mùi nó sẽ ít hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó vẫn là trầm thiệt 100% chứ không có tạp chất hay là hóa chất gì hết. Đây là chuỗi 108 trầm hương do con người trồng cấy mix với lại đá mặt trăng màu trắng, giá là 360 đô. Và cái đá mặt trăng màu trắng này là hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy. Đây là chuỗi nhau vậy 108 nha. Đây là có mít với đá màu trắng này thuộc với người mệnh kim và mệnh thủy với giá là 360 đô nhau nha, 360 đô nha. Dạ, hợp với lại người mệnh kim và mệnh thủy. Và đây cũng là trầm hương do con người trồng cấy luôn nhưng mà vẫn là trầm thật 100%. Giá là 360 đô, có mít với lại những cái viên đá màu đen. Và cái những cái viên đá màu đen này là hợp với lại người mệnh thổ và mệnh kim, vì là thổ sinh kim nha, theo ngũ hành tương sinh là thổ sinh kim. Hương Nguyễn chỉ biết coi kim thủy mộc quả thổ thôi chứ không biết coi bói. Không coi bói. Có nhiều người hỏi là nhiều người hỏi chị giống như thầy bói vậy. Xem tháng này chị làm sao cưng. Và đây là cũng là trầm hương do con người trồng cấy luôn. Vòng hạt 12 ly giá là 180 đô, dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha. Giá là 180 đô. Chào sáng Nguyễn nha. Đây là trầm do người trồng cấy. Đây là hạt là 12 ly nha mọi nha, giá là 180 đô nha. Dành cho bạn nam là cổ tay nhỏ hay là bạn nữ nào cổ tay tròn tròn xài được luôn, nam nữ thì xài được hết nha mọi nha. Được hết. Nam nữ đều xài được hết. Rồi và bây giờ thì chắc là tới chương trình hát hò đi cả nhà mình ơi, tới chương trình hát hò đây rồi Hương Nguyễn sẽ live tiếp những cái mẫu còn lại. Và trầm hương thì tại vì một tuần Hương Nguyễn live 3-4 ngày cho nên là công ty trầm Hương Nguyễn là tới hơn 400 mẫu lượng đó, rất là nhiều. Nhưng mà mình không có nhiều để mà mình like mỗi mẫu mỗi mới. Giống như những cái lúc like như vậy thì sẽ có những người đã xem rồi mẫu đó và có những người chưa xem. Và sau khi up cái like này thì Hương Nguyễn có download cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn. Cho nên là chào Thammy Nguyễn nha. Cái YouTube của mình cũng là tên là Trầm Hương Nguyễn luôn đúng không chưa? Đúng rồi, cái YouTube của mình tên Trầm Hương Nguyễn phải không ba?
tại cái đó chị không có tạo. Có dấu nhau nha, có dấu nha, có dấu nha. Cái đó Phong tạo, chị không có tạo, chị cũng không biết nữa. Lâu lắm rồi. Mà đó giờ không up gì lên đó chứ. Giống như tạo để dành chơi vậy đó, không up gì lên đó chứ, có biết gì đâu. Có biết tài YouTube đâu mà up. Rồi Hiếu Chương hả? Một đống bài hát luôn. Những bài hát này chưa biết, không thuộc bài nào hết Hiếu Chương ơi. Nguyễn Thấm chào ngày mới quý vị. Chốt đơn nhiều anh chị ơi, cảm ơn Nguyễn Thấm nha. Clip Phụng. Dạ cảm ơn chị Phụng nhiều nha. Thì Hiếu Chương yêu cầu bài gì đâu mà bài coi như là không phải bài của Ngọc Huy hát. Bài gì? Em là kẻ đáng thương không bao giờ hết, yêu thương của em là gì? Em là con thuyền nhỏ kia và kiếp này gả cho anh. À, tại vì mấy bài này em, là mấy bài em đề nghị hát giống như là em tưởng anh là Google hay sao. Kể đó nè, ai chung tình được mãi kìa. Bữa mới hát rồi. Ai chung tình được mãi kìa, bữa mới hát rồi. Thôi bây giờ quý vị, giờ Đồng Huy sẽ cùng song ca với anh Xuân Trường Tạ. Đang chờ. Dạ. Anh Xuân Trường Tạ là tên thật, cái tên nghệ danh là Đang Chờ nhau nha. Chào chị Tư Thị Phan. Vì là Hiếu, nếu chưa cứ hỏi Đăng Nguyên hoài, không có Đăng, không có Đăng Nguyên ở đây thì sẽ có Đang Chờ. Sẽ có Đang Chờ là do nên chào chị hả? Chú Điệp Phan nha, chào Nguyễn Thấm, chào cái Mì Nguyễn, chào cả nhà mình. Lên đây để nói chuyện với cả nhà mình rất là vui trong một cuộc sống mà đôi khi có rất nhiều thứ để bận rộn, rất nhiều thứ để buồn phiền. Nhưng mà mỗi lần Hương Nguyễn lên đây để được nói chuyện với lại anh chị em ở trên đây là rất là vui. Chào Rolu. Chào Rolu, biết đọc đúng lúc này đọc là gì ba? Rosie Lu. Chào Xuân Anh. Tại vì Hương Nguyễn anh đọc khác liền. em đọc rồi nữa. Chị đọc Ro. Hương Nguyễn thì đọc Ro, Huy thì đọc Roi. Bài gì? Bây giờ anh em là bài gì ta? Bài Nhã Ngâm nãy tập trước là Từng yêu nha. Từng yêu. Đây là ca sĩ Đang Chờ. Ghế hơi chật nên ngồi xích ra ngoài chút xíu. Ca sĩ Đang Chờ. Từng yêu nè, đâu cái Hạ Tông. Chào Phương My, chào Nathan Lê. Tối vậy nha, giờ Huy và anh Trường sẽ song ca bài Từng Yêu nha, Từng yêu. Phải cái dàn của Huy. Nghe đã ha nè. Ta bảo mua đem về. Bà có mua một cái. Đâu không? Đầu tư vậy. Rồi. Đúng rồi, vậy mà. Đâu rồi vài cái rồi đó buồn buồn rồi. Anh thấy chữ không? Chữ. Chắc thấy. Bấm hát nha, đừng bấm nói nha Huy. Rồi. Hey, rồi tôi có đi. Ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn khi mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ vì em tuôn sầu, có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mơ. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sao người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh yêu vội vàng, em từng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên
đúng chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá mày ơi. Hay quá, thằng có tay thật lớn liền. Quý vị cùng thả tim nhau nha, thả tim nha anh em nha, thả tim cho Huy và anh Xuân Trần Tạo và với Trầm Hương nhau nha, cùng chia sẻ live stream quý vị ơi. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu? Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sâu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua màu? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu vội vàng, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luôn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Nghèo, nghèo phải quá. Cảm ơn đi cô Lánh Nguyễn nha. Em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muộn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuối chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Hay quá anh ơi. Đây. Cảm ơn các bạn cầm tay của chị nha. Như chị rồi. Đang hát cho buồn người ta chưa. Ai đó? Tám Hường hả? Nga Trần hỏi là hỏi chị Hương là anh Huy là ca sĩ hay là diễn viên điện ảnh? Lâu nay em quên rồi. À, Huy là hai luôn, cả hai luôn nha. Huy là vừa là diễn viên điện ảnh mà vừa là ca sĩ luôn. À. Nếu mà ai mà coi những cái phim giống như là Cổng Mặt Trời nè, coi rất là nhiều cái phim mà không coi cái bất thơ thì sẽ biết được là Huy Huy vừa là diễn viên mà vừa là ca sĩ luôn. Trời ơi. Tại vì khen quá trời anh Xuân Trần Tạ chứ. Phong Lê, Phong Lê về cho anh Trần 7 điểm kìa. Dạ. Hay mà. Huy là hot boy, Huy là hot boy. Vậy là Huy là phải 10 điểm rồi, chắc chắn rồi. Phong Lê cho điểm. Phong rồi, cảm ơn Phong Lê nha. Mốt Phong Lê ở đây luôn, đọc rap luôn, vừa hát đọc rap luôn. Giáp gì anh? Giáp cái gì mà mình có không khí nó sôi động xíu đi. Dạ, cho nó sung sung ha. Sung sung đi. Remix ha. Remix bài gì? Lên nóc nhà là bắt con gà. Nhớ em nha. Tám Hường kêu hay lắm kìa. Cảm ơn Tám Hường nha. Phải Tám Hường là bữa ra đây có quay hại ngoài đây không ta? Đúng rồi. Phải Tám Hường đó. Anh ấy đó chị. Tám mình sợ người ta không biết sao cô để một Hường trống nữa. Đó. Vô nha, nhớ về em nha của Jimmy Nguyễn nha bạn nha, remix nha. Vô. Nhạc hay vậy? Nhạc
thật hay, phải vỗ tay không vậy ơi. Sâu rơi miên mang trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày. Chìm quất trong mơ à. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt mỗi cười thường ngày. Nhớ về em trong tiếng nói nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa. Chọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Quá nhạc sung quá, đá đầu tiên, cảm ơn lời nha. Vô vô vô. Quá sung quá sung. Cùng chia sẻ live stream nhau vậy ơi. Chia sẻ cho Bùng Huy, Xuân Trường Tạo và chị Trầm Hương Nguyễn nha mọi nha. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Tiếng la của xa cành, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa. Cho ta suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ trở về chốn xưa. Cho ta suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Cho ta suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Hey! Hay quá. Cái quay cuối cùng là hay nhé. hay quá trời. Ở Hà Quai vẫn nhớ về Trầm Hương Nguyễn. Cảm ơn Thu Tăng rất là nhiều nha. Dạ. Chào chị Mỹ Dung Nguyễn. Chào cả nhà mình. Dạ. Phong Lê kiểu hay quá. Hay quá. Này Phong Lê chứ không biết càng thiệt hay càng giả bộ đấy. Không, hay mà. Phong nghe Lê hay nghe là, hay. Lúc mà cái bài này mới quá ra vời, là Phong vời. Lê mới biết yêu. Rồi, cả nhà live stream vui vẻ nha. Rồi. Đâu có live đâu gì. Cuối cùng nhưng mà đi ăn thôi à. Ngồi luôn đi. Ngồi đây không đi. Xong rồi, chốt. Ông mới cỡ lắm. Rồi bây giờ thì hồi nãy chỉ lên những cái mẫu khen cò mồi. Phong Lê kêu khen cò mồi. Khen cò mồi. Hay mà. Và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ chốt cái mẫu cuối cùng cho cả nhà mình nha. Đúng rồi. Chốt cái mẫu cuối cùng để đi ăn nè. Để coi cái đây cái mẫu này đi.
Chào Nini Nanel nha. Rồi và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ, cái mẫu này là chuỗi 108, cái này là chầm núi rừng mọc tự nhiên nha. À, chuỗi 108, cái chuỗi này là 720, cái chuỗi này là giá của nó là 720 nha cả nhà mình, giá của nó là 720 nè. Còn cái này là cũng là hàng tự nhiên luôn mà giá nó sẽ cao hơn và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cái độ dầu của nó đẹp hơn rất là nhiều, nó 810 với hàng chung luôn á. Đó, cái này thì cái màu nó đẹp hơn rất nhiều. Cái này là 1980. À, và hôm nay thì tặng cái 720 nha, tặng cái 720 là Hương Nguyễn sẽ tặng 70 đồng là còn nhiêu ta? 70 đồng với còn là 650. Đúng rồi, là còn 650 nha. Là cái hôm nay là cái quà tặng cho cái buổi live này là tặng cái chuỗi này. À, chuỗi chầm núi rừng mọc tự nhiên giá là 720 đô. Thì Hương Nguyễn sẽ tặng cho một vị khách duy nhất thôi nha. Một vị khách duy nhất gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất. À, ừ. Để chốt với cái giá quà tặng là được tặng 70 đô là còn 650. À, với giá quà là 714-588-9989. À, là một số phone duy nhất thôi nha cả nhà mình nha. À, để được chốt với giá quà tặng 70 đô là cái món hàng này là chầm núi rừng mọc tự nhiên nha. Cái này là chầm núi rừng mọc tự nhiên chứ không phải hàng trồng. Hàng trồng thì giá chỉ có 290 thôi. À, cái này là 720 thì Hương Nguyễn sẽ tặng 70 đô là còn 650. Còn mình ra tại Mo Phước Lộc Thọ mình mua thì vẫn đúng giá niêm yết là 720 nha. Đúng giá niêm yết là 720, chỉ có người nào gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất để được tặng 70 đô. À, yeah. Và sau khi up cái like này là Hương Nguyễn có download cái video này để bỏ lên cái kênh YouTube để mà những anh chị em cô chú nào mà không có coi, không có dùng Facebook để coi yeah. like á, thì sẽ coi từ kênh YouTube và gọi cho Hương Nguyễn sớm nhất để được chốt với giá quà tặng là 650. À, giá là 720 tặng 70 đồng là còn 650 nha cả nhà mình nha. À, chào Nhi, Nhi Muối Ly, Nhi Muối Ly. Chào Nhi Nhi nha. Chào Nhi Muối Ly nha. Rồi và bây giờ thì Hương Nguyễn sẽ nói sơ về cái nhang chầm trước khi up cái like này nha. Dạ, nói nhơ sơ về cái nhang chầm cho cả nhà mình. À, vì là nhang chầm thì là mình sẽ dùng cho hàng ngày. Thay vì mình dùng những cái nến thơm đỏ nhà thì nó cũng sẽ có những cái chemical chứ nó không phải là cái tự nhiên 100%. Thì mình đổi qua mình xài cái nhang chầm này là organic 100% từ chầm hương với lại hồ kích dính để xe thành thanh nhang thôi. Thì mình khi mà mình xông nhang chầm trong nhà thì nó sẽ thanh lọc không khí và nó khử những cái mùi ẩm mốc trong nhà. Và nó giúp cho những người nào mà bị mất ngủ thì sẽ có cái giấc ngủ tốt hơn. Và cái nữa là giống như mình mua chầm để mình xông trong tiệm trong nhà của mình là nó sẽ giống như là kêu là mọi việc cho gia chủ nó sẽ hanh thông hơn nha. Đây là cái loại nhang không tiêm giá là 59 đô. 59 đô như vậy, bên trong có hơn 100 thanh nhang. Dạ, yeah, bên trong là có hơn 100 thanh nhang trong đó. Và cái tiếp theo là có cái logo trên nắp là giá 85 đô, có cũng khoảng 100 thanh nhang hơn trong đó. Chào Nguyễn Hồng Hạnh. Và tiếp theo đây là có chữ nhang trên cái nắp này là giá 110 đô nha. Có chữ nhang trên cái nắp này là giá 110 đô. Đúng rồi. Là 110 đô. Còn loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay là giá là có chữ VIP trên đây là giá là 135 đô nha. Giá 135 đô là loại mắc nhất bên công ty Trầm Hương Nguyễn hiện nay. Và đây là một cái khay gỗ để xông nhang chầm giá là 30 đô nha cả nhà mình. Mình có thể mua cho bản thân mình hoặc là mua làm cho làm quà tặng cho bạn bè người thân nè, hay là ông bà cha mẹ của mình để xông nhang chầm cho rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Và có nhiều người thì cũng mua để cúng dường cho chùa hoặc là mua để tặng cho cha nhà thờ, vì làm cái hương chầm vẫn dâng hương chầm cho Chúa, có nghĩa là chầm hương thì không có kỵ tôn giáo nha cả nhà mình. Và đây là cái bột chầm hương 30g là giá 170 đô tại trên 3 tháng. Rồi, hũ này là 50g như vậy giá là 270 đô như vậy. Đây là bột chầm nha. Đúng rồi. Còn tiếp theo đây là nụ chầm loại VIP nha. Loại này là 50g trên 72 nụ giá là 280. Nhưng mà quý vị có thể mua ở thị trường bên ngoài, quý vị mua mười mấy 20 đô, 30 đô một cái hũ nụ cũng có nữa. Nhưng mà những cái hũ nụ mà giá thấp thì nó đa phần nó chỉ là những cái thân cây gió người ta chưa có tạo chầm và người ta dùng để xử lý cái mùi vô thôi. Còn nếu mà chầm hương thật và làm từ vỏ chầm hoặc là làm từ những cái hàng vụn mà làm sản phẩm như thế này nè, là nó phải dùng hết 70% khi nó còn lại 30% hàng thành phẩm, thì cái giá trị của nó không hề thấp như mình nghĩ nha. Và đây là cái lư bằng gỗ, cái nắp bằng đồng giá là 60 đô để xông nhang chầm, cũng giống như là nụ chầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn giá là 60 đô. 60 đô như vậy nha. Dạ, và cái lư này là mình xài hoài hoài luôn á, vì khi nào mình mua thêm bột hay là mua thêm nụ chầm á thì đều là sẽ đều sẽ cho thêm cái này miễn phí. Dạ, miễn phí cái miếng chống cháy, cho nên mình mua là mình xài hoài hoài luôn. Rồi, anh Nguyễn hả? Anh khỏe nha em,
Cảm ơn em nha. Rồi chào Annie Nguyễn. Và bây giờ Hương Nguyễn nói lại cái chuỗi này, chốt cho cái buổi live ngày hôm nay. Và up cái live để đi ăn nha quý vị. Đó bụng quá. Đó bụng quá. Đang live stream cái bụng cùng cào. Đây là chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên, giá là 720 đô. Dành cho cổ tay nữ nha. Và tặng cho quý vị là 70 đô là còn 650. Và tặng 70 đô là 650. Là người nào gọi về số phone sớm nhất cho Hương Nguyễn thì mới được chốt với giá quà tặng. Còn người thứ hai ra mô Phú Lục Thọ tại công ty Trầm Hương Nguyễn mua vẫn đúng giá niêm yết là 720, chứ không có tặng cũng không có bớt nha. Và số phone của Hương Nguyễn là 714-588-9989. Và bây giờ thì bye bye cả nhà, mình hẹn gặp lại. Chào nha. Bye cả nhà.